Xin chào các bạn, và đây là Bred AK Hùng Xe Đẹp. Hôm nay mình sẽ reaction cho bài nhạc mới của Taronai, được mất trí nhớ. Nghe nói bài này Dead Romantic, Red chưa có nghe, cho nên hôm nay tiện thể làm reaction luôn. Trước tiên mình coi cái số lượng coi này được 2 ngày rồi nha các bạn, 652.000 người coi. Rất là nặng ký nha các bạn. Taronai lần này mới lên luôn. Taronai nổi tiếng mà cố luôn. Cái bài này cũng như là nói chung là bài này là hình như là sức mạnh nhất của nó, từ trước giờ chưa bao giờ có số lượng đó như vậy. Mà rồi mới qua bên này coi, trời ơi, 16.000 like trong 2 ngày ha, rất là đăng ký. Trời ơi các bạn ơi, 16.000 like mà 12 cái dislike luôn, 12.000 dislike, bó tay luôn. Cũng nhận fan của Ra Remetic cũng nhận cũng đông quá, khá đông luôn. Mà nó nặng rồi, 16.000 like mà đâu má 12.000 dislike là cũng coi như là không rồi đó, đâu mới được trừ tựa với nhau rồi đó nha. Đụng cái này đụng má ghê thiệt á. Thôi giờ vô đi. Bài nhạc này không dành cho trẻ em, không dành cho người không thích nghe chữ thề, không thích nghe flow laid back, không dành cho người nghe nhạc để giải trí. Đề nghị cân nhắc kỹ trước khi nghe. Đụng cân nhắc kỹ nha các bạn. Đụng dưới 18 tuổi không được nghe nha. Trời ơi, nghe cái intro rồi là trước chi mà chưa nghe vô nhạc, mình nghe cái intro là mình thấy hay rồi các bạn. Đâu mà dặn dò kỹ đâu hàng đó, đúng má, cái intro chưa bao giờ mà ai nghe được cái intro như vậy nha các bạn. Quá là hay, đúng má, rung người luôn. Vô biết nghe cũng hay nữa. Ok, đúng má, lên đề rồi bạn các bạn, đúng má, lên đề rồi bạn. Vô mày, vô nè. Mày rap vì tiền mày đã có. Có. Tao rap vì tự do tao đã có. Có. Đù mà mới vô không được. Có. Đù, đúng là sức mạnh cứ sao sai. Nghe vô thấy phê không được. Mày rap vì tiền cái gì? Đây là được coi cái kèm như có lyric dưới đây nè, đúng không? Đù mà mày rap vì tiền mày đã có. Tao rap vì tiền tao đã có. Ok. Mày xài tiền của mày tao chả ngó. Ngó. Nhưng tao xài tự do của tao mày thả chó. Mẹ, tao xài tiền của tao mày thả chó. Không sao, dù sao tao đã thật vui. Tao ghét mày ghét tao, vậy thì quật thôi. Đâu má, tao ghét mày ghét tao thì quật thôi. Đâu quá hợp lý, quá hợp lý luôn. Bây giờ các bạn hạt đâu má, bây giờ các bạn ghét mình ghét các bạn thì đâu má tiếp nhau thôi, bình thường. Đâu má hợp lý, quật tiếp. Người ngoài luôn nghĩ tao sẽ bị lật ngôi. Bản thân tao luôn biết tao sẽ nhai, tao sẽ nuốt, tao sẽ hấp thụ cái bíp này thật trôi. Cho mày cắn bật máu môi, ông ngoại mày đây đắng thật cháu tôi. Lại cho mập nó đi chơi xa. Mày muốn quá khứ được khơi ra, tật mày gặp ai cũng đòi là bố của người ta. Dù mày không chữ cũng là như cả đứa phải thơ ca. Tao không nói gì sai, tao từng làm thế thật. JT beat rap thì cũng bằng phế vật. Mày thì bị chửi bởi cả một đội hình đông như hội đình. Đại diện đồng minh ta phân mày có tội tình. Tao trị phép đích thì phát xít. Chị ra mất tích bị găm nát đích như bằng một củ cà. Câu này hay nha. Chị bị bắt tích bị găm nát đích. Rốt nên chị rất thích. Cho chút dầu ăn không thôi là cà rít. Thêm một thằng khác cần bị tác gian bi. Mày thích ăn cướp thì tao phát ăn đi. Mày thích ăn cất thì ta phát ăn đi. Đâu quá nè. Tori Nine nơi được. Đít bài này cái giọng nghe rất là phê nha các bạn. Cái beat rất là hợp với cái giọng, mà cái giọng của Tori Nine các bạn biết rồi. Mà cái flow nữa đủ. Mà cái flow của nó giống như là đủ. Mấy nó rap rất là bình thường mà nghe rất là hay. Cái giọng của nó rất là hay. Được, má công nhận bài này ok đó. Lời tao đã nói thì tư mã nan truy. Để coi lần này sao mày thoát khỏi gian nguy. Mày sống với rap cả đời. Có dám beat tao cả năm. Vô đây. Hay một ra mày đã nằm. Vô đây. Mày tới đâu tao đã nhắm. Vô đây. Sạch sẽ người tao tắm. Cọc tao đã sắm. Thuyền mày tao đánh đắm. Đầu mày tao chặt cắm. Tao là ai mày chẳng nắm. Mà rap không lại ê mặt lắm. Đù má, con dần cái lyric mà vừa lyric vừa flow nghe vô thấy nó phê thật luôn nha. Đù má, cái hook cái đó là chắc cái hook đó. Cái hook là nghe đồ má. Vô đây. Mày sống với rap cả đời. Hey. Có dám biết tao cả năm. Vô đây. Hay một ra mày đã nằm. Vô đây. Mày tới đâu tao đã nhắm. Vô đây. Sạch sẽ người tao tắm, cọc tao đã sắm, thuyền mày tao đánh đắm, đầu mày tao chặt cắm, tao là ai mày chẳng nắm, mà rap không lại ê mặt lắm. Vô đây. Nếu có bố như chó thiện thì đéo có hiếu cho nó tiện. Underground nhỏ như bờ ao, nhưng dù cả ngàn thằng tiểu tiện. Đúng mà underground nhỏ như bờ ao, như đủ má càng nhiều thằng tiểu tiện. Đúng thiệt á, đủ má, bây giờ rap Việt nha các bạn.
Rapid nó quá là đông luôn nha. Đục má Rapid, nhớ hồi xưa đâu có nhiều rapper vậy đâu, nhưng bây giờ đục má rapper nổi lên đục má như kiến vậy các bạn. Đục má đi đâu cũng gặp rapper đó, đục má về Atlanta đục má đi cũng gặp rapper rồi, đục má rapper tà lương dư luôn. Bây giờ nói chung là rapper cái đóng đục má Việt Nam chắc là còn nhiều hơn nữa nha các bạn. Đục má Việt Nam chắc đi đâu cũng đục mới gặp rapper không quá. Đục má thiệt tình luôn, bây giờ đục má cái show Rapid nó làm nổi quá rồi. Bây giờ đục má ai kinh tế bên Việt Nam đục má hỏi ủa giờ bạn công việc làm gì á? Ờ mình là rapper. Đục quá. Rapper đi thi rap. Đục quá. Tụi mày cũng đéo qua mắt cá, tao đã thẳng đá xéo đá sắt đá, làm cho mày phải réo là gắt quá, nến tàn cũng héo hoa ngắt lá. Cần nhắc qua rap Việt underground, tụi mày tăng bao nhiêu follow rồi? Lâu rồi. Đồ mà rap Việt, đồ mà tụi mày tăng được bao nhiêu follow rồi? Không, đồ mà hỏi tụi bay luôn, bây giờ tụi bay follow rap được bao nhiêu năm mà đồ mà bao nhiêu follow rồi? Không. Mình thì đủ mất được 165.000 follow đó. Cũng không tệ mà cũng không hay, cũng bình thường. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ bên Red AK Hùng Xe Đạp. Rồi tiếp tục. Hình tao lời tao tụi mày đăng tụi mày chế tao đối xử mày đâu tội. Đâu tội. Vô tình hiểu sai là mày ngu còn cố tình xuyên tạc để câu mồi. Câu mồi. Thì mày dơ hơn chó mới còn cẩu hôi. Sinh nhật năm nay ước một câu thôi. Là thằng Quỳnh Việt Tân ra đường xe tông chích mẹ mày đi. Đủ mất thằng cái tên gì đó mà bị tông xe đâu đường tông xe đúng nó biết nào tên nào vậy ta đồ mà cái này thằng này mình không biết nó ai nha. Ủa chắc phải Romantic không ta, phải tên Romantic không, mình cũng đéo biết tên đời thì cũng Romantic nữa. Đéo biết nó biết nào nữa, cũng phải để biết. Dám chụp hình câu này xe không? Xe không. Mày thích định tao comment không? Xe không. Những đối thủ mà tao chọn luôn là phe đông. Vì lấy mạnh để thắng yếu đâu có gì kích thích. Tại thư rộ luôn tụi mày hoành tráng như xích bích. Mày coi là trò cũ rích. Còn tao có chủ đích. Dù cho chó phủ bích tao vẫn có đủ xích. Xích. Nếu đâm đông luôn đúng thì trái đất đã đéo về hình cầu. Tao được công nhận chứ không phải do bình bầu. Mày yêu với ngủ với đít tao thì trình đâu. Để mua mày xẻ mày tao đã phải rình lâu. Tao chế đáp như tri kỷ nghĩa nặng tình sâu. Còn đáp cho mày như để cho mày phải đặng từng câu. Mày xong phải đặng đâu mà rap như để phải đặng từng câu. Mà cầu ở đâu á nha. Cả đời hey. Có dám biết tao cả năm đây. Hay một ra mày đã nằm mày tao đã nhắm sẽ thấy người tao tắm. Cặp tao đã sắm thuyền mày tao đánh đấm. Đầu mày tao chặt cắm. Tao là ai mày chẳng nắm. Mà rap không lại ê mặt lắm. Vô đây đồ mà hết phim. No. Nói chung là bài này rap, theo rap suy nghĩ là bài này rap hay cái flow hay. Lyric thì bác hỏi nói rồi, đụng với Torana trước giờ cái lyric của Torana này các bạn đã biết rồi, vô rất là đấm say. Mà đụng với nó diss hay. Nói chung là diss hay, bài này hay. 10 điểm cho anh Torana. Đó, bây giờ fan ảnh bây giờ nó đông lắm rồi đó. Bây giờ hồi xưa trước giờ đụng với giống như Torana là chỉ có một rapper trong cái rap Việt mà ít rap mà đụng với nổi tiếng hơn những người rapper rap hàng thường xuyên ha. Torana nó có theo, có đời nào ra bài nhạc rồi ít khi nào mà ra lắm, nhưng mà đụng má nổi tiếng hơn bắt các bạn. Mình là fan, mình là bạn, mình là friend ở trên Facebook cho nên có cái Facebook của nó đủ mà fan nó follow đông lắm các bạn. Thường Torana nha, đủ mà Torana nó vậy chứ mà đủ mà fan nó đông nha các bạn, rất là hay. Nói chung là như vậy, cảm ơn các bạn đã trở lại với chương trình Beyblade aka Hùng Xe Đạp, đủ máu reaction mấy cái video nha các bạn. Ok thôi, ai là ai, bye bye, hẹn lại gặp lần sau.